Hello anh, chào anh em ha. Hôm nay mình giới thiệu 5 con dàn Sony. Model là HCD MD333 anh em. Thì con này hàng bãi giờ còn đẹp anh em ha. Lo nó đủ dây căng nhưng mà nó bị gãy, con này bên đây gãy một chốt đây anh em ha. Bên đây thì gãy hai chốt này anh em. Thì anh em mình về mình dán lại ha. Dây căng của nó là còn đẹp anh em, không có bị gách ha. Đây dây căng của nó đây. Còn đẹp không bị gách, nó chỉ dơ thôi. Chức năng con này thì siêu đọc tốt ha. MD mình không đọc anh em ha. Nó dính đĩa đây nè anh em. Thì mình kết nối cổng ở bếp bên ngoài. Ở đây là nút push sành của mình ha. Nút push sành này là mình chuyển ở cái chế độ tuner MD app ha, CD. Thì con này hàng bãi về cái này lo nó là 200W trên cặp nè anh em ha. Ở đây nó ghi lại tới 100W trên lo ha anh em. Ok, trước tiên thì em test chức năng của CD anh em ha. Đây. Ok, mình lấy anh em. Anh biết em đi chẳng trở về. Qua bài đây anh em. Con này bắt có 13 anh em ha. 12, 13. Hôm nay trời xuân bao tươi. Nè tuner này nha. Mở đi. Mình chức năng của kênh tab là out anh em. Cảm ơn em ha.